vàng hóa nền kinh tế là hiện tượng kim loại quý lấn át hoặc thay thế đồng tiền trong nước được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ chính phủ giao ngân hàng nhà nước tiếp tục có giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý thị trường vàng theo đó ngân hàng nhà nước phải khắc phục tình trạng tranh lệch cao giữa giá trong nước và thế giới đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả minh bạch không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước tăng kiểm tra giám sát, thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh mua bán vàng. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Với những doanh nghiệp đơn vị không thực hiện quy định về hóa đơn, chính phủ nhắc lại yêu cầu rút, thu hồi giấy phép kinh doanh.